chúng ta sẽ đặt nghe mon. Rồi, hai người đặt bóng giữa nghe mon. Ủa anh, đặt ngay chỗ tròn á. Đấy, khi tiếng nhạc nổi lên thì chúng ta sẽ lắc lư theo điệu nhạc. Hai tay nắm nhau, tay người nam nắm tay người nữ. Đấy, nắm tay người nữ. Nhớ nha, ai phải bóng bóng là xin mời về thua. Hiểu không? Đừng để bóng bóng, đừng để rớt bóng bóng, đừng để quẩy bóng bóng. Và khi tôi yêu cầu là bóng bóng từ đâu, di chuyển từ đâu, chúng ta phải di chuyển được với nó. Lưng hay là ngực hay là đầu cũng thôi nhờ. Đấy, vỗ tay đi. Cái khóa thống quyền này ở Mỹ, NASA còn có nữa. Quay phim DJ chuẩn bị. Nhạc đen chuẩn bị nổi lên và chúng ta nhảy theo. Có hồi hộp không? Cảm giác thế nào? Rất sung thế. Cảm giác cô gái thế nào? Rất là phiêu. Cảm giác của cô gái là thế nào? Rất là vui. Hơi êm. Rồi, cho nhạc lên. Chuẩn bị nhảy. Ở dưới kiểm tra. Tay không được chạm bóng. Tay tay không chạm bóng. Giang giang nào rồi. Lắp đi, lắp đi. Đúng đi, đúng. Đi về. Đi về. Nhớ bạch tụ. Tụt tụt kể kể. Đi về. Rồi, vỗ tay cho hai nhóm này. Tiếp tục cho nhạc lên. Come on. Rồi, cho bóng lên lưng, bóng lên lưng đi. Bóng lên lưng. Bóng lên lưng đi, đúng rồi. Hấp dẫn đi. Bóng lên lưng, bên đây chưa lên lưng à. Bên đây chưa lên lưng. Lên lưng đi, lên lưng đi. Lùi ra, đúng rồi. Lùi ra. Rồi, lên lưng xong rồi không? Giờ chuẩn bị. Xoay bóng ra trước ngực đi. Từ từ, chúng ta phải người cách nào thả tay ra, thả tay ra. Đấy. Hai tay nắm với nhau, cho bóng lên ngực đi. Những động tác diễn phát trong đêm nay, những động tác khiến các cô gái của đồng mình lắp miệng đi. Lắp miệng chưa? Chưa lắp miệng hai người. Rồi lên chán đi, chàng trai và cô gái một động tác mà ngoài khiến các cô gái mà muốn lửa muốn cột phải là tán phục khen thưởng, và cặp này được xứng đáng tặng thưởng hai món quà đó. Đây, một cặp gấu bông được nhập khẩu chính hiệu từ Pháp, và đây là nhóm Number One. Xin chúc mừng những lâu anh đã giành phần chiến thắng của mình. Quá. Wow.